các bác đi cấy có bị đau lưng không ạ? Không, không cần đau lưng luôn đấy, các bác trả lời trực tiếp luôn. Cấy rất là nhanh nhá, chỉ cần đứng đáp này. Thì cái mạ khay này, cái thứ nhất là nó tiết kiệm được cái nhân công, và tiếp nữa là cái công sức lao động thì được giảm xuống. Các bác có thể đi cấy thuê, nếu mà chuyển sang cấy mạ khay này, một người một ngày các bác có thể là cấy được từ 3 xào rưỡi đến 4 xào.